Xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục video thứ ba. Vì lúc nãy chúng ta đang quay đến cái phần ép mùng thì Thủy có điện thoại cho nên là video của chúng ta đang bị gián đoạn. Và bây giờ các bạn lại tập trung để theo dõi tiếp nhé. Sau khi chúng ta đợi cho bàn là của chúng ta đủ độ nhiệt độ nóng rồi thì các bạn sẽ tiến hành các bước này. Miếng nhung ở bên dưới này, miếng mùng chúng ta đã cắt sẵn để bên trên này, và chúng ta sẽ dán lại. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái miếng phim này ở giữa này. Một miếng phim nữa đâu, nó quay sang bên kia xem còn miếng phim lấy hộ với miếng cổ. Sau đó chúng ta sẽ đặt cái bùng lên trên này. Còn một miếng phim nữa đâu rồi? Vì đang làm hàng Tết cho nên là nó rất là bừa bộn. Đấy, chúng ta sẽ đặt cái này lên trên. Đấy, chúng ta sẽ đặt lên trên. Không thấy à? Rồi, cứ tạm thời là như vậy. Thủy sẽ dán trước một bên, còn một bên nữa thì tí nữa Thủy sẽ đi tìm. Và các bạn nhớ là khi chúng ta làm thì chúng ta sẽ làm đối xứng với nhau nhé. Chúng ta làm thì chúng ta sẽ cắt đối xứng. Vậy sau khi chúng ta đã ép xong được một cái miếng như thế này rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cắt gọt. Thì các bạn lưu ý là để chúng ta cắt gọt chuẩn cho đường may, vì đường may của chúng ta là nó sẽ không bị dính vào cái phần phim, cho nên là chúng ta sẽ may một đường chạy vòng quanh cái cổ này này để cho nó giữ lại, để nó sau đó chúng ta mới cắt cái mùng chừa đường may theo ý chúng ta thì nó sẽ không bị bung. Vì cái vải co giãn cũng thì thường thường là khi mà chúng ta quá trình chúng ta làm nó cũng rất dễ bị rộp, cho nên là nó sẽ bị bung ra thì nó sẽ méo một cái cổ, cho nên là chúng ta sẽ phải lưu ý. Và Thủy xin dừng cái video này ở đây để Thủy sẽ tìm nốt một bên lá cổ còn lại. Vì lúc nãy trong quá trình vận chuyển và điện thoại không biết Thủy đã để đâu mất cái phần lá cổ. Và xin chào các bạn và hẹn lại các bạn video số 4 nha.